bạn cứ hoàn toàn thoải mái, quý vị nên uống nhiều nước nhé. An khang thịnh vượng. Ban tổ chức lễ hội xuân Hồng 2017 trân trọng cảm ơn quý vị. Vì là cái sự kiện lần thứ 10 cho nên số lượng người đến tham dự là đông hơn rất nhiều, là dự kiến có khoảng 2,5 vạn người đến tham dự. Năm nay tình trạng thiếu máu sau Tết có xảy ra, cho nên các cái kho máu của các ngân hàng máu của các bệnh viện là cần thiết phải có nhiều để phục vụ cho người bệnh. Sau là cái phần lễ xong đấy là sẽ có một cái hội nghị để tổng kết 10 kỳ lễ hội xuân Hồng. Cái hội nghị này rất quan trọng, có sự tham gia của tất cả ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của quốc gia và cũng như ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của nhiều tỉnh thành trong cả nước về đây. Và cái hội nghị này phải trả lời được những câu hỏi sau: còn tiếp tục duy trì lễ hội xuân Hồng không? Và nếu cần thiết phải tiếp tục duy trì thì cần phải điều chỉnh những gì, những câu chuyện như thế nào đó để làm cho mọi việc nó tốt hơn. Thưa toàn thể quý vị, hội chống khai hội lễ hội xuân Hồng năm 2017 lần thứ 10 đã chính thức vang lên, báo hiệu chúc mừng ngày hội thành công tràn đầy. Lễ hội xuân Hồng 2017, chúc lễ hội của lòng nhân ái thành công tốt đẹp là một điểm nhấn quan trọng, là một động lực mạnh mẽ đối với sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện của mỗi người dân thủ đô. Và đặc biệt là những người từ tình yêu thương đồng loại, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, nhiều gia đình. Tôi hy vọng rằng cảm nhận lúc ấy rút kim này nào, có đau không? Em thấy không đau ạ. Đây là năm đầu tiên em tham gia chương trình hiến máu xuân Hồng. Em lần đầu tiên ạ. Em cũng hiến máu 2 lần rồi. Và lần này là lần thứ 3. Đây là lần đầu tiên của em. Bọn em tự tổ chức đi ạ. Vâng, bọn em đi cùng với trường của em. Trong cấp của em là có 10 người ạ. Ở trên trang kia thì các bạn của em cũng chia sẻ về em mong muốn số lượng máu của mình đến được đến những bệnh nhân hiểm nghèo và có điều kiện khó khăn về kinh tế.